Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20 tháng 1. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Miền Bắc có thể xuất hiện sương muối băng giá từ ngày 20 tháng 1. Gia tăng số ca mắc bệnh cúm A, nhiều trường hợp phải thở máy. Trái đất dịch chuyển, Tây Tạng có dấu hiệu bị xé làm đôi. Thưa quý vị, từ đêm 20 tháng 1 tới, miền Bắc có khả năng xảy ra tình trạng sương muối băng giá do không khí lạnh khá mạnh tràn về. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi cao có thể giảm xuống còn 0 độ C. Cụ thể, từ đêm ngày 20 tháng 1 tới đây, các tỉnh miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh khá mạnh. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, người dân cần đề phòng xảy ra tình trạng sương muối và băng giá. Ngoài ra, từ 22 tháng 1, không khí lạnh tăng cường, tràn xuống rất mạnh đến các tỉnh miền Bắc. Sau đó, không khí lạnh mở rộng tới khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Đồng Bằng sẽ xuống dưới 10 độ, khu vực Trung Du có thể xuống dưới 7 độ, còn khu vực vùng núi cao có thể xuống mạnh xấp xỉ 0 độ. Đối với các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ, ngoài rét còn kéo theo mưa vừa, có nơi mưa to. Tuy nhiên, mức nhiệt độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi dự báo sẽ không thấp như các tỉnh Bắc Bộ. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đặc điểm của đợt mưa lần này có thể lan sang cả khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong đó bao gồm các tỉnh vùng núi như Yên Bái, Lào Cai và khu vực Đông Bắc Bộ, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng. Sau đó, mưa sẽ lan dần sang các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai 20 tháng 1. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Thành phố Vinh, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Thành phố Huế, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Thành phố Đà Nẵng, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thưa quý vị, số ca mắc cúm A đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ, trong đó có nhiều ca diễn biến suy hô hấp nặng, phải thở máy. Theo thống kê của Bộ Y tế, kết quả giám sát trường hợp mắc bệnh cúm cho thấy các chủng virus cúm hiện đang lưu hành ở Việt Nam vẫn là virus gây bệnh cúm mùa, trong đó chủ yếu là các chủng cúm A H1N1, cúm A H3N2, cúm B. Trong 2 tuần gần đây, tại một số bệnh viện tại địa bàn thành phố Hà Nội đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đủ mọi lứa tuổi đến khám và chủ yếu được xét nghiệm và chẩn đoán mắc các bệnh cúm A. Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho hơn 10 ca bệnh cúm A trong tình trạng nặng. Đáng lo ngại khi có 2 trường hợp nhiễm cúm A nguy kịch đang phải lọc máu, thở máy tại khoa hồi sức tích cực. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong số các trẻ đến thăm khám có chỉ định làm xét nghiệm mỗi ngày, có khoảng 100 đến 150 trường hợp có kết quả mắc cúm, chủ yếu là cúm A. Trong đó, 15% ca nặng phải nhập viện điều trị. Phần lớn, trẻ mắc cúm nhập viện điều trị do bị biến chứng viêm phổi, phải thở oxy. Cúm A lây truyền qua đường hô hấp, qua các giọt bắn khi tiếp xúc gần với người bệnh hoặc qua tiếp xúc với bề mặt bị nhiễm virus, nên bệnh thường có xu hướng gia tăng vào những thời điểm có những sự kiện tập trung đông người và trong khoảng thời gian giao mùa do thuận lợi cho virus phát triển. Bệnh cúm mùa nói chung, trong đó bao gồm một số chủng cúm A như AH1N1, AH3N2 đã có vaccine phòng bệnh đặc hiệu, cũng như các biện pháp phòng bệnh chung. Ngoài ra, việc nhận biết sớm các triệu chứng của cúm A sẽ giúp mỗi người, mỗi gia đình có thể xử trí và đưa trường hợp mắc bệnh đến bệnh viện thăm khám kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm. Để chủ động phòng chống bệnh cúm, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động áp dụng một số biện pháp sau: thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe, đeo khẩu trang khi đi tới nơi đông người và trên các phương tiện vận chuyển công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải, khăn tay, khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Người dân khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Mới đây trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Địa vật lý Mỹ, nhóm tác giả đến từ Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc, Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia Trung Quốc và Đại học Stanford của Mỹ cảnh báo, mảng kiến tạo Ấn Độ có thể bị bong ra làm hai khi trượt dưới mảng Á-Âu, xé nát Tây Tạng. Cụ thể, mảng kiến tạo Ấn Độ và mảng kiến tạo Á-Âu từ lâu đã va chạm nhau. Trong đó, mảng Ấn Độ bị trượt xuống bên dưới, đội mảng Á Âu lên. Đó là một quá trình bình thường trong hoạt động kiến tạo mảng của trái đất, khi các mảnh vỏ của nó cong bên trên các phần lục địa và đại dương, không ngừng di chuyển và làm thay đổi cảnh quan, tạo nên các hiện tượng địa chất bao gồm núi lửa, động đất. Với mảng Ấn Độ và mảng Á Âu, vụ va chạm đã tạo nên dãy Himalaya và khiến nó ngày càng hùng vĩ qua hàng triệu năm. Phần lớn, mảng Ấn Độ chỉ trượt bên dưới mảng Á Âu chứ không chìm vào lớp phủ. Nhưng một phần sâu hơn thì đang bị hút chìm, tức bị hút sâu vào lớp phủ. Điều này khiến mảng này ngày một cong vênh, khi một nửa cứ cố bám vào Tây Tạng, một nửa đang bị hút xuống bằng lực cực mạnh. Quá trình có thể dẫn đến việc khối này bị rách khi nửa trên bị bong ra hoặc bong tróc, dẫn đến hậu quả cuối cùng là phá hỏng cao nguyên Tây Tạng bằng cách xé đôi nó. Để có bức tranh toàn cảnh, các nhà khoa học đã điều tra dựa trên sóng địa chấn ghi nhận ở khu vực Tây Tạng và phát hiện đáy của mảng Ấn Độ sâu tận 200 km. Tuy nhiên, những nơi khác chỉ sâu 100 km. Điều này có nghĩa một số phần của mảng Ấn Độ hiện đã bị bong tróc và quá trình xé đôi Tây Tạng đang diễn tiến ngầm bên trong lòng đất. Tuy nhiên, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, bởi quá trình kiến tạo mảng là một tiến trình dài. Để một mảng lục địa di chuyển rõ rệt, có khi cần nhìn nó suốt hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu năm. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên 3 miền trong đêm nay và ngày mai, 20 tháng 1. Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai, 20 tháng 1. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!